chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là ý nghĩa. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì những chủ đề về tình yêu, gia đình và hôn nhân luôn là những chủ đề được mọi người rất mực quan tâm. Bởi vì trên thực tế có nhiều câu chuyện vô cùng ý nghĩa và làm chạm đến trái tim hàng triệu người, và có cả những câu chuyện dở khóc dở cười. Và ngay hôm nay chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa có trong chuyên mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại gia giả nghèo, giả khổ để tìm vợ, nào ngờ lại nhận cái kết thế này đây. Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi, cái tuổi của đàn ông lập gia đình là ổn thỏa nhất. Tôi trước giờ đã từng trải qua 4 mối tình chứ chẳng ít, nhưng chưa lần nào tôi tìm được một cô gái mà không hề quen tôi với ý định đào mỏ hay dựa dẫm. Đến cái lúc mà bố mẹ đã giục rối rít, thôi thì tôi tính nhắm mắt làm ngơ, cứ lấy một cô vợ được mai mối thôi cũng được. Chứ giờ để kiếm ra đàn nào không đến với tôi vì tiền, chắc chắn sẽ không có. Nhưng rồi tôi gặp Hạ, cô gái nhẹ nhàng nhưng vô cùng tự tin và cá tính. Em có một sức hút rất lạ. Tôi gặp em khi lái ô tô và đụng phải cô gái đang đạp xe đạp điện bên đường. Cũng là tại lúc đấy, tôi mãi nói chuyện điện thoại khi công việc của tôi gặp trục trặc. Tôi bực mình nên không thèm để ý. Đến khi đụng phải em rồi mới biết, ra khỏi xe em quát tôi luôn một trận. Tôi to lù lù thế này mà anh cũng không thấy luôn đấy hả? Anh xin lỗi, em không sao chứ. Tôi nhìn em thật sự thấy có sự phu lý kinh khủng. Em nhỏ người mà giọng gì chua ngoa thế. Không sao, anh mới tập lái đấy hả? Thôi đi cẩn thận vào, đừng có ngớt mắt lên nhìn lung tung rồi đâm người ta. Anh cảm ơn em. Từ đó về nhà tôi cứ ngẩn người vì nhớ em. Em không biết tôi giàu, tất nhiên vì em đoán tôi tập lái xe, xe không phải của tôi. Tôi tìm cách gặp lại em. Hôm nào cũng đúng cái giờ giữa trưa nắng tôi ngồi trên chiếc xe máy cà tàng của bố cũ ngày xưa. Hôm tôi lôi ra đi, bố còn hỏi tôi có bị sao không, muốn đi xe ấy có mà sửa ốm. Nhưng rồi tôi quyết tâm thử thách tình yêu này một lần, hy vọng tôi sẽ tìm được một cô vợ không hề nà đến vật chất của tôi. Cuối cùng trời thương cho tôi gặp lại em đúng một tuần sau đó. Tôi lân la hỏi, em bảo không ngờ lại gặp anh. Tôi mời em đi uống trà đá, phải năn nỉ mãi em mới đi. Cuối cùng trong lúc uống tôi nảy ra ý định thử quên tiền xem em nghĩ gì, nhưng em lại cười giòn tan khi tôi bày tỏ quên ví và bước ra trả tiền. Em còn trêu tôi, lần này em mời trà đá, lần sau anh phải mời em chè đấy. Tôi vội gật đầu lia lịa, sau một thời gian cứ lẻo đẻo theo em như thế, cuối cùng em mới chấp nhận làm người yêu tôi. Tôi nói tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để em đỡ khổ, rồi đợi em ra trường rồi cưới, vì khi đó em đang là sinh viên năm 2 của trường đại học. Em quàng tay lên cổ tôi cười nhẹ nhàng an ủi, em chỉ cần anh có ý chí như vậy là được rồi. Lúc này tôi khẳng định, người mình cưới nhất định phải là em chứ không phải một cô gái khác. Xác định được điều này tôi vẫn chưa cho em biết gia thế của tôi, chỉ vì tôi sợ mất em. Cũng sợ em giận, không phải để thử thách tình yêu này thêm nữa, vì tôi muốn có cơ hội được gần gũi em như thường ngày mà không có sự thay đổi. Có những khi nhìn ô tô đi qua, tôi hỏi em có muốn đi ô tô không? Em nói em muốn, nhưng em muốn đi xe máy hơn vì sẽ được ôm anh từ đằng sau mỗi khi ngồi chung xe, chứ không đi ô tô sao ôm được. Thế là em lại cười khúc khích, cũng vì vậy mà tôi chưa dám tiết lộ gì về mình cho em. Em chỉ biết gia đình tôi ở Hà Nội nhưng không khá giả gì. Tôi là một nhân viên bình thường trong một công ty. Tôi cũng không biết gì về gia đình em. Em chỉ nói gia đình cũng đủ ăn đủ sống nên tôi khó khăn hơn. Và nếu có thể em sẽ giúp đỡ nếu tôi cần. Tình yêu của chúng tôi bền chặt như thế cho đến ngày em ra trường, nhận được cái gật đầu của em về việc đồng ý lấy tôi làm chồng. Lúc ấy tôi mới đưa em về nhà ra mắt và cho biết về gia cảnh của gia đình mình luôn. Tôi đưa em đến trước căn biệt thự bằng chiếc xe cũ của mình. Em ngạc nhiên hỏi sao lại đến đây. Vào đến nhà, bố mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi gặp em. Họ vui vẻ thân thiết đến lạ. Hóa ra em cũng là con gái của một gia đình cực kỳ bề thế. Chính là cô gái mà bố muốn giới thiệu cho tôi từ lâu. Nhưng tôi cứ lần lửa và cả bố mẹ tôi đều vô cùng hài lòng vì nàng dâu tương lai đây. Vậy là một đám cưới hoành tráng được diễn ra. Gia đình hai bên vô cùng hạnh phúc. Chính tôi cũng bất ngờ vì chỉ một lần giả nghèo giả khổ, tôi lại tìm được một cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn, tốt đến thế. Thật sự cuộc đời tôi đến giờ sống trong nhà giàu, làm con đại gia, tôi lần đầu mới thấy mình may mắn và đã tìm được một tình yêu đích thực, một nửa không hề lợi dụng gì. Thiếu gia giả nghèo đi Grimm nhưng lại cầm hộp quà 2 tỷ tặng sinh nhật bạn gái và cái kết đâu.
Quý vị thính giả thân mến, mình con nhà giàu có điều kiện, nhưng sau khi học xong bố mẹ ép về làm việc cho công ty của gia đình, nhưng anh thì không muốn nên đã bỏ nhà ra ngoài thuê nhà trọ riêng. Bố mẹ mình khi ấy nghĩ chắc chắn ra ngoài sống khắc khổ sớm muộn gì, cậu con trai cũng phải quay về thôi. Nhưng bà không ngờ rằng chỉ sau một năm, mình đã trưởng thành nhanh chóng, cùng bạn bè đầu tư lập công ty riêng đàng hoàng. Tuy nhiên, mình không thích quản lý mà anh chỉ muốn đam mê với cái công việc thiết kế của mình. Chính vì vậy công ty mình giao hết cho bạn, còn mình thì xin vào làm nhân viên thiết kế cho một công ty khác và ở trong khu trọ giống bao bạn bè cùng trang lứa. Trong thời gian làm ở đây, mình đã quen Thu, một cô gái mới ra trường đang trong thời gian thử làm việc. Ngày ngày, mình vẫn cưỡi con Dream cũ tới công ty làm việc, mặc người ta xe nọ xe kia. Đây là chiếc xe gắn bó với gia đình mình từ khi anh mới 4 năm tuổi. Lúc ấy bố anh cũng mới chỉ là công nhân, nhà máy cơ khí chứ chưa có cơ ngơi như bây giờ. Gần 20 năm trôi qua, nhưng nó vẫn còn tốt vì được gia đình giữ gìn như bảo vật. Giờ thì mình lại thích chinh chiến trên chính chiếc xe mà bố anh đã lập nghiệp. Thì Thu mới vào làm nhưng lại được khá nhiều chàng trai theo đuổi vì cô xinh xắn đáng yêu, lại tính trẻ con nũng nịu nên nhiều chàng muốn được chiều người đẹp. Vẻ ngoài của Thu cũng hút hồn mình và anh cũng đã xin số điện thoại để tán tỉnh người đẹp. Tất nhiên mình không đẹp trai, lại lúc nào cũng đi con rim cũ kia nên anh không thể nào lọt vào mắt xanh của Thu được. Mãi cho tới lần, chính mình là người giải nguy trong công việc cho Thu trước mặt sếp, giúp cô không bị loại sau 2 tháng tử việc, thì Thu mới nhận lời hẹn hò cà phê với ân nhân của mình lần đầu tiên. Sau đấy, thấy tính tình mình cởi mở, đặc biệt anh là người rất giỏi về chuyên môn nên Thu cũng phục anh lắm. Sau đó, hai người cũng hẹn hò nhiều hơn, tuy chưa chính thức nhận lời yêu nhưng mình thấy Thu cũng không còn xa cách với mình như trước mà gần gũi thân thiện hơn, thậm chí còn hay gọi điện nhắn tin trao đổi công việc với anh, thậm chí nhiều người trong công ty đã trêu hai người với nhau, Thu không phản đối mà chỉ cười thôi. Quen được 2 tháng thì tới ngày sinh nhật của Thu, hôm ấy mình quyết định sẽ chính thức ngỏ lời yêu với cô và nói cho cô biết về thân thế thực sự của mình. Mình sợ nếu để lâu Thu sẽ hiểu lầm và chàng trai nào khác nhanh chân hơn thì anh sẽ không còn cơ hội nữa. Mình đã quyết định mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 tỷ tặng cho Thu nhân dịp sinh nhật cô. Hôm ấy mình vẫn cưỡi chiếc Dream cũ đi dự sinh nhật. Anh dự định sau khi sinh nhật Thu kết thúc sẽ rủ cô đi chơi và nói rõ mọi chuyện. Kể từ ngày mai anh sẽ sống đúng với những gì anh đang có, một chàng trai thành đạt chứ không phải là gã trai suốt ngày đi Dream cũ thế này. Thu hôm ấy tổ chức sinh nhật ở nhà hàng mời khá đông bạn bè. Thu trong bộ váy lộng lẫy khiến cô càng cuốn hút, rất đông các chàng trai đang theo đuổi Thu tới dự sinh nhật. Mình đến rồi nhưng anh vẫn dựng xe bên ngoài chưa vào, anh muốn đứng ngắm nhìn Thu một lát. Một thanh niên bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, mình ra tận ngoài đón anh ta. Bó hoa hồng lớn và hộp quà cũng khá to khiến Thu phải nghiêng người để nhận. Sau khi chàng trai kia vào trong thì mình cũng đi vào nhưng tiếc là anh không được Thu ra tiếp đón niềm nở như chàng trai kia. Mình không đưa quà cho Thu ngay mà cuối bữa tiệc mới hẹn cô ra quán cà phê quen thuộc để tặng quà. Hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh do chính tay mình bọc lại đã không làm Thu chú ý nhưng mình vẫn quyết nói thật lòng mình. Anh tặng em, hy vọng em sẽ nhận lời làm bạn gái anh chứ. Anh đang mơ à, thời gian vừa qua đi chơi với anh chẳng qua là để cảm ơn anh, để giúp em được ở lại công ty làm thôi. Chứ thực tình yêu thì không thể đâu anh. Thôi anh cầm quà về tặng cô gái khác đi, hôm nay em cũng nhận được nhiều quà rồi. Những gì Thu nói thực sự khiến mình sốc, nhưng anh vẫn bảo Thu mở quà, thì em cứ mở nó ra đi, đằng nào thì cũng là quà anh mua tặng sinh nhật em rồi mà. Thu miễn cưỡng mở hộp quà ra, sao lớp giấy gói quà bình thường là một chiếc hộp sang trọng đã khiến Thu giật mình, và rồi khi chiếc nhẫn kim cương hiện ra cô tròn mắt ngạc nhiên rồi thảng thốt. Sao anh có tiền mua chiếc nhẫn này? Nếu có một cô gái yêu anh thật lòng thì anh có thể tặng cô ấy nhiều hơn thế, nhưng tiếc là anh chưa gặp được người con gái đó. Em xin lỗi, em đồng ý nhận lời yêu của anh. Câu nói này của Thu còn khiến mình sốc hơn cả lời từ chối nhận quà và bảo anh cầm về khi trước. Chẳng hiểu sao con người ta có thể thay đổi quyết định nhanh tới như vậy. Mình cười bảo người con gái anh đã từng tha thiết muốn cô ấy trở thành bạn gái của mình mấy phút trước. Quà anh tặng em sinh nhật đấy, giờ nó là của em. Còn muốn em làm bạn gái anh lúc trước thì anh xin rút lại nha. Anh thấy mình không hợp với em rồi, anh xin lỗi. Tuy nhiên Thu chẳng còn mặt mũi nào để nhận nó, cô bỏ chạy ra về ngay lập tức. Sau ngày hôm ấy, Minh lột xác hoàn toàn trở thành người đàn ông giàu có và không còn làm ở công ty đó nữa. Nhưng thi thoảng vẫn tới công ty chơi và được mọi người ngưỡng mộ vô cùng. Còn Thu vẫn chỉ là cô nhân viên quen. Có lẽ Thu hối hận vô cùng vì thái độ trong buổi sinh nhật mình với Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé.
vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.